Hey, xin chào các bạn, đây là cái sơ đồ pin của thằng EOS 15 các bạn nha. Các bạn mà muốn lên EOS 15 thì các bạn nên cân nhắc về cái việc về pin nha. Quyền hôm nay thì Quyền vừa lên và Quyền cảm nhận thì pin của nó là tuột rất là nhanh, và máy thì thật sự là máy không có nóng, nhưng mà về pin á, thì nó tuột rất là nhanh. Còn mà về cái vấn đề hiệu năng thì Quyền cảm thấy nó cũng khá là ok, nó không có ảnh hưởng gì nhiều so với cái phiên bản OS 14.6. Đây thì Quyền sử dụng, đây là cái sơ đồ pin nè, các bạn thấy không? Bạn coi nè, thì nó sẽ đi dọc một chiều như thế này, hơi cắm đầu nha các bạn. Có nghĩa là việc này nó hao pin. Và ngày mai thì Quyền sẽ test lại pin cho các bạn một lần nữa, và sẽ làm video cho các bạn một lần nữa. Thì đây là một cái video Quyền chia sẻ nhanh về cái tình trạng pin của EOS 15. Mong là video này sẽ giúp cho các bạn có thể tham khảo. Và các bạn nào đang muốn nâng cấp lên EOS 15 mà đang lo ngại về cái vấn đề pin thì các bạn hãy khoan, hãy nâng cấp các bạn nha. Thì các bạn có thể đợi cái bản EOS 15 Beta 3, 4, 5, 6 hay là EOS 15 chính thức thì hãy nâng cấp. Vì nếu mà các bạn nâng cấp lên rồi, có một số ứng dụng mà các bạn đang sử dụng mà nó không ok, các bạn muốn hạ xuống thì nó sẽ mất hết dữ liệu, quay về lại EOS 14 thì nó sẽ mất hết dữ liệu. Như vậy thì cũng khá là phiền toái dành cho các bạn. Và đây là cái video về đánh giá nhanh về cái dung lượng pin của EOS 15. Mong là video này sẽ mang lại hữu ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Bye bye, hãy nhấn like và subscribe và đăng ký kênh để ủng hộ Quyền nha.